nhà thờ cổ rất lâu đời ở Hà Nội này, trên đường Lý Quốc Sư. Chúng tôi đang chuẩn bị di chuyển đến Tam Cốc, Ninh Bình. Trên chuyến xe 50 chỗ. Xe này 50 chỗ. 3 phút xuống, 34 chỗ. Giờ là sẵn sàng. Sẵn sàng cuộc hành trình. Tất cả các hành đoàn đang chuẩn bị. Đâu rồi? Ngủ. Đâu, chỗ nào? Tôi đang đứng thế này. Đây, có Anthony, Ryan. Đây, Bạch Thê, Bạch Thúy, Bạch Phượng, cô Trinh. Are you ready? Ok. Xuất phát thôi. Chồng đang đi bộ tìm vô Văn Lâm Villa ở Tam Cốc. Ở đây toàn mấy cô già già chị đường rồi, dễ trẻ đi đâu hết rồi. Ở trong đây có không bà cô? Vô kia chồng nè. Đúng, hai anh kia đâu rồi? Đi trên kia. Phải đi ngược ra ngoài đúng không? Thôi quay đường rồi à? Vâng, à, phải là cô. Ủa, hai ông đi tới đây rồi, ông đi đâu rồi? Hay là không biết đâu? Nó theo GPS nó đi rồi. Anh để cái ba lô nó đi. Không sao chị. Để cái đây sắp tới chưa? Sắp tới chưa? Đi đây, đi đây. Ủa sao nó có nửa mai mà đi từ nãy giờ gần cây số. Thì là ra ngoài kia mà hễ mà các chị mà không ấy được là em bắt taxi là đi vào lối đằng đây là đi chỉ được khoảng độ hơn 100 mét là vào tới khách sạn thôi. À. Trời. Mà các chị đã đi vào đây rồi thì thôi là đi bỏ đi. Và gọi tí là có chỉ cái đường ra nó ngắn á. Để chưa phải gọi hàng kia. Đang là đi ra đây này mà không ấy là bắt taxi là đi ra đằng kia là đi vào 100 mét thôi. Cứ đi trước. Hàng kia đâu có điện thoại đâu gọi. Mà không cho anh internet luôn thì không gọi được luôn. Thấy chưa, đi internet kêu không cần, cuối cùng tới giờ phải cần đấy. Đâu internet là có. Nhưng mà bây giờ ông đi vòng vòng ngoài đây sao kiếm? Không có chị đây rồi. Đi. Không, hai thằng kia. Đừng cứ cho nó đi đi cho cái chắc nó đi theo lại đi vô đây. Sao sao bị. Thôi cứ đi vô đi, đi vô ông đi vòng vòng. Đi vào nhận phòng nghỉ ngơi xong tí nữa có điện thoại gọi chắc anh. Nó đâu có điện thoại đâu. Đã bị ở Thái Lan bao nhiêu lần là cũng gì bị ép thôi chứ. Đường xe nó rõ ràng. Đừng nghe theo chị. Từ từ đó đánh định. Nó nói là em không đâu biết đâu, nó bảo nó đi tới đi đi tới cái chỗ nào đó. Bây giờ nói bây giờ đưa cho mình cái map. Bây giờ nó đang lấy cái chụp cái map nó giờ có cho mình. Chị Hoài thằng đứng chỗ nào là chị bác theo hỏi anh đang đứng ở cái homestay hoặc là đang đứng ở cái khách sạn nào. Đây này nó nói mà mình không biết khách sạn nào mình không. Bây giờ cái tên homestay đang ở đang đứng á. Chỉ cần đọc địa vị trí cô ra có đó. Lên to lên cái chỗ đó thì bạn coi cái địa chỉ.
Tam cốc. Nó sốt ruột đi vô quá, anh chỉ nói nó nóng nảy quá, giờ cứ đứng ngoài đó cho bây giờ. Tam cốc ba lock đi, red shoulder. Hello. Hello. À, sao bây giờ nói cho người ta biết con đang ở đâu người ta ra đón nha. Chị hỏi nha. Hello. Cháu đang đứng ở đó chỗ nào ạ? Đang đứng ở chỗ. Ở trong tâm cốc băng đã lâu rồi á. Ờ vậy em đi đúng địa chỉ vô rồi. Vậy em vô tới nơi rồi. Không à, đi bộ mà đi nhanh lắm. Thế thôi, thế cháu nói mình chẳng. Phải cứ đi vô đi, coi chừng đi bộ đi chứ. Nếu mà không có thì con trở lại chỗ cũ. Bây giờ con đứng ở đó đi nha. Để bây giờ bác Khe vô rồi bác Khe kia ra đón con. Okay. Thấy chưa? Tăng cấp một cái lầu mình đang thấy vô. Thấy chú Vượng hả? Vậy thấy chú Vượng thì đúng không? Đúng rồi. À, nó vậy nó trên kia. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, chú Vượng đi. Vậy đi. Ok, vậy thôi, vậy thôi gặp ở đó. Thấy chú Vượng hả? Đúng rồi. Vậy là nó đi đúng. Đúng rồi. Đi đúng người Tây rồi. Ồ, mấy cái dưới này con mấy con. Chiếc thuyền này. À, đường đi xe máy ở đó nó xinh đẹp ở đó. Xong rồi chở vali nữa. Bên đây mọi người nhìn thấy đây là các cái lăng mộ xây theo kiểu phim Trung Quốc hồi xưa. Mọi người thấy trên này là cái núi. Ý là cầu cá ra không muốn ăn. À, đây là... à, bác thấy đúng không? Sorry, bộ đã lại. Wow, nước trong xanh. Trong lắm. Chào mừng mọi người đến với Tam Cốc Bungalow. Cái máy là máy dừa rất là nhớ là thôn quê đó. Đây cũng thế, các phòng đều lập máy lá đậm chất thôn quê của mình. Bắc Bộ đây, giờ chúng ta vô phòng tiếp cận. Wow. Cuối cùng chúng ta đã đến. Vậy là cái này là Tam Cốc Bungalow, sau trong kia để ở Văn Lâm Vuna Villa. Cái này là địa chỉ chung của cả làng này. Trời. Nhà ai cũng là nếu có người đó thì chỉ có chết thôi. Đúng rồi. Biết khách sạn nào dỗ cả làng này đều dùng được. Cả làng này có đến 100 cái khách sạn kìa.
Anh chỉ đang cô cứ thử một cái. Tôi muốn chẳng biết lại người ta là bungalow. Sao không ghi chú là tam cấp bungalow? Đây có tam cấp. Đó. Trời ơi. Nhưng mà hỏi người ta bảo tam cấp rồi nó có cả trăm cái biết cái nào. Thì bây giờ mình lại đưa cái tên Vân Lâm. Đây Vân Lâm. Vân Lâm nữa. Đây đúng là thôn Vân Lâm đây rồi. Đây thôn Vân Lâm. Thôn Vân Lâm. Các địa điểm mình tham quan chỗ này thì các địa điểm tham quan đây phải không? Tam cốc hang mùa ok bài đánh đại long kinh gà phát diệm cúc phương à, không có dấu mà người Việt mình đọc cũng được. Em mời lại cho mình nghe. Đâu? Không biết luôn. Nhưng mà về thì không phải anh vào khách sạn này. Okay, hello. Đây, view ở ngoài nhìn vào. Buổi tối ở đây chắc hết sức lý tưởng. Cùng các bạn cũng đi ngồi tâm sự. Đây mình đi bộ vô đây cái cảnh đẹp sọt này cho mình uống nước chanh. Thôi ngồi uống nước nghỉ ngơi đi, cảnh đẹp quá. Cảnh đẹp á, công sức bỏ ra để đi vô đây hưởng thụ luôn đó. Hai anh chị kia đã romantic, đã hẹn hò rồi, uống nước chưa? Chưa, chị đã chọn góc đẹp để chụp hình rồi kìa. Sấm chớp vừa chào mừng mình đó. Ồ đẹp đại quá. Đây có cần câu cá không? Mượn đi câu cá. Chắc có cần câu á. Cá đâu thấy nhiều lắm. Wow, đẹp quá. Mọi người đang thấy một đoàn những chiếc ghe nhỏ, những chiếc xuồng chở những du khách đi tham quan chàng em Tam Cốc. Tham quan đẹp không cả nhà? Đẹp. Dạ. Ồ, đi qua được hai xe nữa hả? Xem thiên nhiên. Bán này hãi. Hên quá, tới đây cái trời mát quá. Phía bên kia có ngôi nhà. Thôi bây giờ mình vô nhận phòng nha. Hẹn mọi người lại để đi review những dòng sông này có những gì thú vị. Best thing in your life.